Với tên gọi Dream Buckle, có một chiếc buckle được đính kèm với thanh Rising Sword. Anh rút nó ra sau khi thanh kiếm được sạc đầy và thực sự kích hoạt khả năng từ Dream Buckle. Anh chuyển hóa hình dạng đầu tiên, Command Form, với sức mạnh từ Canon. Là phần hoàn thiện của Rising Form, anh được trang bị một bộ giáp công kênh với những chi tiết máy móc và kim loại. Cùng với điểm tô là hai màu xanh và cam neon đặc trưng, Canon là xanh và Z là màu cam. Phần pháo được gắn trên vai của anh giúp anh bắn ra những quả cầu năng lượng tấn công kẻ thù. Chúng sẽ tạo ra những vòng cung để tấn công kẻ thù từ những phạm vi mà bọn chúng không thể nào ngờ tới. Kết hợp cùng với thanh Rising Sword, Kit gần như bất bại ở phạm vi tầm trung. Không kẻ thù nào khả năng chống đỡ được anh, cho dù đó là Yamato Rider. Phần bên dưới Z chỉ giúp anh có được một lực đẩy nhỏ nhằm gia tăng khả năng nhảy của bản thân cũng như hạn chế va chạm khi tiếp đất là tất cả gì mà phần chân Z mang lại cho anh ở trạng thái Canon. Đòn tất sát của anh để kết liễu tên Yamato Rider, Command Dream Victory. Lúc này phần Z mới thật sự phát huy công dụng của nó. Đôi cánh được mọc dài ra để cắm thẳng xuống đất. Nguồn năng lượng từ hai khẩu cannon tạo nên phát bắn cực mạnh. Anh là một khẩu pháo laser đến từ tương lai, thổi bay tất cả những kẻ thù được nguồn năng lượng khủng khiếp này đi qua.